Chào bác đã đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay em lại lên cho các bác mẫu xe Gian XTC 800. Hoặc là mẫu xe các bác xem kênh em lâu thì cũng là quá quen thuộc với cái dòng xe này rồi. Được là trang bị bộ cấu hình cực cao là Shimano LG, bánh Mavic, khung nhôm sơn nguyên bản. Tổng thể chiếc xe thì còn rất là mới. Lớp sơn là hầu như không có vết xước nhỏ nào đáng kể. Trang bị full bộ chuyển động Shimano DOG, máy tăng lip bánh 27,5, bánh Mavic hiệu Pháp, xe nhập khẩu nguyên chiếc, nguyên bản chính hãng. Ở trên tay lái cũng được trang bị bộ tay bấm Shimano DOG, phanh dầu Shimano, tay bấm khóa hành trình giám sóc. Hello Shimano. Đùi trục rỗng. Và bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 42 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 58 cm. Thì chiếc xe này có size là size S, xe nhỏ của các bác từ khoảng 1m60 đến 1m70 thì là phù hợp. Rồi DOG 10 tầng lip và 3 tầng đĩa cho 30 tốc độ khác nhau. Chiếc xe đang bán bên em với mức giá là 9,9 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn thêm nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.